ai xin chào tất cả các bạn đều Hamter combat nhưng thì hôm Thành thấy nó chụp màn hình lại tổng blockchain của mình thì Thành chỉ thấy là nó đưa ra cái thỉ mình mình nhận được về cái số xu và cái số ngày rồi thôi nha chưa thấy chịu khó và chưa thấy điểm lợi nhuận đâu hết luôn nha các bạn Thì Thành vào đây nè Thành hướng dẫn các bạn đó vào chat Amrop luôn nha các bạn đây bèo nó còn hơi lan nha có gì mới trong mùa nè bấm vào đây nè rồi chúng ta bấm vào bao nhiêu bao nhiêu tốt tất cả hành thành tích trong trò chơi của bạn sẽ được chuyển đổi thành token hamster này bao nhiêu token nè chúng tôi đang tính toán kết quả của bạn về bạn chúng sẽ sẵn sàng sớm thì nó đang tính toán cho chúng ta nha các bạn đó rồi cảm ơn bạn nè kiếm tài sản có giá trị mới và lê nè có nghĩa là nó sẽ re mùa 2 về bắt lại đầu lại từ đầu hết tất cả nha các bạn còn mùa 1 thì nó đã chụp cho chúng ta rồi còn gì nữa nè bây giờ tất cả skin đều miễn phí luôn nha cho hồi trước thì, thì thì phải tốn tiền mua skin nha các bạn còn gì nữa hãy xem những điểm nối bật của mùa giải đầu tiên á thì thành thấy vào là đếm số ngày trước sẽ Đây nè. Thì trước thì tốt nhất của mình là nhận được những cái thẻ mà chúng ta sở hữu nha các bạn. Nè. Đó, 1 2 nè, B nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12, 1B, 14, 15, 16, 17. Thì đó quăng quăng các bạn đếm thử là được bao nhiêu thẻ các bạn sở hữu thì thành như thành ban đầu thành đoán là chắc có thể là thủy sở hữu này cái chìa khóa mở ra nha đó, cái thủy tốt nhất là cái thủy mình đạt được cái sao á rồi tiếp theo nè thì thành để đăng ký được là những ngày đăng ký là 147 ngày nó tính cho thành luôn nè những ngày hạn để chơi hamster combat nè đó nó, 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 quét trên lóc kiểm tra rề đó rồi tiếp theo nè thì số lượng thủy bạn nâng cấp nè thì nó tính cái số lượng thủy nâng cấp thôi nha các bạn là 2.210 b thủy nè thì cái thủy này là mình lấy cái điểm quà mình mua re á. mua re mua thủy rồi nâng cấp đồ lên á thì nó tính cho mình nha rồi tiếp theo nè tiếp theo thì nó tính cho thành được b b tỷ xu này nha đó nó thành chỉ thấy là nó tổng cái tỷ xu của, của mình thôi nha các bạn chứ chưa thấy là cái số xu kiếm được chứ chưa thấy là cái điểm lợi nhuận ở đâu nha rồi tiếp tục nè thì không cái đây là những cái thẻ mà không được bao gồm trong trò chơi nè cái thẻ này không biết thẻ gì đặc biệt hay cái gì đây nè tiếp theo nè thì thật tuyệt vời chúng ta chơi tiếp nhé nè mùi mùa giải trung gian thì thành chưa thấy bấm được nha đó. thì vào đây bấm nó chưa có hiện gì hết nha các bạn thì trước mắt á, thì thành không thấy cái điểm lợi nhuận nó nằm ở đâu hết nha các bạn thì sau này nó có tổng trẻ điểm Android cho chúng ta không á thì trận đó nó tính thì thành không biết thì các bạn cho một bình luận nha thì trước mắt bây giờ là các bạn bấm nó sẽ không lên nè thì thành sẽ hướng dẫn cho các bạn đào nha hiện tại là đào bằng điểm lợi nhuận thôi nha kích vào cái chỗ y chấm than đây nha các bạn đã vào đây nhận một cái miễn phí trước bắt đầu khai thác nè nha thì nhận cái miễn phí đầu tiên đây trước cho thành nha đó về sau này nó bắt được lên cái cái kim cương này thì các bạn có vào thêm mới đây nè các bạn mua những cái này nha một kim cương hai kim cương này đó nha các bạn rồi tiếp tục thì nó đang cộng là 0,05 điểm lợi nhuận về, về các bạn vào phần điểm lợi nhuận này à, nhiệm vụ này nha các bạn các bạn vào phần nhiệm vụ này đó thì các bạn hãy ví dụ là mời được bê bạn nè mời được bảy bạn các bạn cứ vào điểm danh cho thành nha để các bạn kiểm tra nè đó còn các bạn không có thì các bạn phải theo dõi những cái kênh này để các bạn lấy điểm đó nó chạy nha mời được 7 bạn thì kiểm tre nè. của thành như được 10 có 14 bạn à. Thì đi tới uh, kiểm tre 10 bạn nè. Ở dưới là 35 25 bạn này chắc thành không có ai có về kiểm tre nha. Rồi vào theo dõi uh, nó nè. <laughs> Thêm dê nè. Theo dõi nè. đang theo dõi nè. Chờ nó hiện lên chứ kiếm tre thôi đó. thêm dê nữa nè hoặc là kiếm tre nè đó rồi kiếm tre thử nè đó. thì nó sẽ chạy cái điểm bên ngoài tăng lên nha nó sẽ bắt cho chúng ta nha đó được 24 rồi nè các bạn thấy chưa bốn đồng nè về cái điểm này nè giờ các bạn vào chấm than đi tiếp nè nha đã bắt đầu khai thác nè đang về thì mới nè đã, các bạn có thể mua được cái này nè nhận nè thấy không đây về thì mới tiếp các bạn mua hết cho thành đi ban đầu cứ mua mạnh cho tay cho thành nha mùa mới mà đã, mua hết cho thành cho nó đều cho mau nha các bạn đấy đều bằng điểm lợi nhuận mà đã 0,75 trên giờ rồi các bạn thấy chưa còn cái bạn bấm thế này chưa có đâu nha hiện tại nó chưa có nha đó thì có những ai có ý kiến riêng biệt gì thì các bạn bình luận ở bên dưới phòng bình luận nha các bạn chứ các bạn đừng có chửi thành nha hôm trước các bạn chửi quét chửi đi nha các bạn đó